Xin chào mọi người, đây là đồ án kỹ thuật lập trình của nhóm 5. Đây là giao diện game gồm main menu với 5 lựa chọn. Nhấn phím 1 để bắt đầu chơi. Hoặc bạn có thể nhấn phím 2 để tải game đã lưu nhé. Nhấn phím 3, hướng dẫn cách chơi xuất hiện. Sử dụng các nút WASD để di chuyển nhân vật. Nhấn phím 4 sẽ xuất hiện các file đã lưu. Nhấn 5 để thoát game nhé. Bắt đầu chơi nào, trước hết hãy nhập tên người chơi. Được 1 điểm rồi. Được 3 điểm rồi nhé. Lại qua rồi, bạn đã được 6 điểm. Bạn đã va chạm với nhân vật trước đó. Nhấn C để tiếp tục chơi nhé. Chú ý con trỏ chuột nhé. Tên người chơi đang là W12. Nhấn phím L để lưu game. Nhập tên cho file đang lưu. Tên người chơi được đổi theo tên file là C12. Nhấn T để tải lại các game đã lưu nhé. Tại main menu, bạn nhấn 2 để tải lại game nhé. Xe sẽ tạm dừng vài giây. Giao diện sau khi thua. Nhấn phím Y để bắt đầu lại hoặc bất kỳ phím nào để thoát nhé. Demo đến đây là hết. Nếu mọi người thấy hay thì cho nhóm tụi mình một like nhé.